U23 Nhật Bản 2023 Australia, bảng đấu lý nhà vô duyên H2, trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Australia thuộc khuôn khổ trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á tại Uzbekistan, diễn ra lúc 20:00 ngày 18 tháng 6. Đội hình ra sân, U23 Nhật Bản, Jaya Suzuki, Handa, Baba, Imura, Nakashima, Yamamoto, Sato, Matsuka, Uchino, Matsuki, Mito. U23 Australia, Milokabis, Koniburkin, Mons Nazarin, Zenzi, Francois, Darigo, Rollins, Oliveira, Chiquin, Haman. Bàn thắng, Sato 7, Chiquin 39 phản lưới, trực tiếp bóng đá, liên tục cập nhật và chỉnh sửa. Diễn biến ảnh video, mới nhất cũ nhất, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 20:50, kết thúc hiệp 1. 45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về U23 Nhật Bản. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 20:40, 39, bàn thắng 2-0, Tri Quyên phản lưới, từ quả phạt góc bên cánh phải, Tri Quyên bị khuất tầm nhìn đã phá bóng thẳng về lưới nhà ở cự ly gần, Tri Quyên 13 phản lưới nhà. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 20:33, 30, các cầu thủ 23 Nhật Bản rất chịu khó lao lên pressing tầm cao gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. U23 Nhật Bản thi đấu áp sát quyết liệt. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 20:24, 23, Nito xuất hiện ở trung lộ rồi đã đại bác sấm sét bóng dự sàng ngang khung thành U23 Australia. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 20:21, 21, Oliveira xâm nhập vòng cấm nhưng cú ra chân cuối cùng lại đi qua xà khá đáng tiếc. U23 Australia đang thi đấu khá đơn điệu. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 20:20, 14, nhận bàn thua sớm, U23 Australia đang cố gắng dùng lên. Mặc dù vậy, các pha phối hợp của họ vẫn thiếu sự đột biến. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 20:07, 7, bàn thắng 1-0, Sato sau cú đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ áo vàng. Sato xử lý gọn kẽ trong vòng cấm rồi volley tre phá bóng dội sàn ngang đi qua dạch dùi, mở tỷ số cho U23 Nhật Bản. U23 Nhật Bản mở tỷ số từ sớm. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 20:07, 4, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U23 Nhật Bản đã lao lên tấn công phủ đầu mạnh mẽ. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 19:56, 20 giờ, trận đấu bắt đầu. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 19:55, 19 giờ, đội hình ra sân hai đội. Thu gọn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, 16:12, 17 giờ, thông tin bên lề, U23 Nhật Bản đầy đủ lực lượng mạnh nhất, U23 Australia đội hình ra sân mạnh nhất, U23 Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn. Thu gọn, dữ liệu đang được cập nhật. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.